đến từng cung điều tra thử xem, chắc không chừng đều có hết, lẽ nào cũng phải giết hết tất cả sao? Hoàng thượng là vua một nước, vua của thiên hạ, trách nhiệm trọng đại, đâu chỉ là một ông chủ nhà có thể đại lượng tha cho người, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Có thể thần thiếp thấy Hi Phi và Huệ Tần đều mang thai, thật là không nghe nổi chuyện đánh đánh giết giết như vậy. Đúng vậy, nay ở trong cung người có thai cũng ít, đều không thể trông thấy chuyện sát sinh được. Được rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm về dưỡng tâm điện trước. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng à, còn nữa, trời mát rồi, dặn nô tài hầu hạ người bỏ một ít hoa cúc vào trà của người. Thần thiếp thấy khóe miệng của người đã bong da rồi. Được. Ta đã dặn dò nhà bếp nấu canh sâm cho hoàng thượng lên tinh thần. Sức khỏe của hoàng thượng quả thật quá suy yếu rồi, mà vẫn một mực dùng đan dược, không tiết chế một chút nào.